Hello, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Đồng Hồ Cổ Đức Kiêu nhé. Xin chúc các bác gặp nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống và luôn theo dõi video clip của shop ngày hôm nay. Thì bên em có 3 mẫu sản phẩm đồng hồ lên giao lưu với các bác. 3 mẫu sản phẩm chất lượng, một chiếc Omega, một chiếc Longines và một chiếc đồng hồ full box. Thì em xin giới thiệu chiếc đồng hồ full box đầu tiên nhé. Để tạm hai sản phẩm này ra ngoài, giới thiệu với các bác chiếc đồng hồ full hộp đầu tiên. Các bác cùng với em đi khám phá chiếc hộp này. Đây là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ full hộp nhưng mà chưa có thương hiệu gì. Chúng ta cùng đi vào khám phá sâu bên trong của chiếc đồng hồ. Bên trong chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ da, bên trong lót nhung màu xanh các bác ạ. Free center full sổ hộp, một chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ các bác ạ. Đấy, chúng ta nhìn qua đã biết đây là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Một chiếc đồng hồ full box mang tên Zencha Presenten. Một chiếc đồng hồ cổ chính hãng của Thụy Sĩ các bác nhá. Chiếc này chạy bộ máy lên có tay Zencha, chạy bộ máy lên có tay 3 kim, các cọc số mạ vàng, các cọc số học trò đặt trong các ô mạ vàng, cọc số mạ vàng cài sơn đen. Một chiếc đồng hồ Zencha Presenten, một phiên bản đồng hồ cổ chính hãng của Thụy Sĩ. Chiếc này vỏ vàng toàn thân các bác nhá, vỏ được thiết kế vỏ mạ vàng toàn thân Swiss made, dây khóa zin hết, quality strap, một chiếc đồng hồ nguyên tem nguyên tác. Các bác nhìn chiêm ngưỡng xúc so sốt với nguyên tem nguyên tác, độ mới hoàn hảo các bác ạ. Đấy, chúng ta khó lòng có thể tìm kiếm được một chiếc đồng hồ cổ mà độ mới lại đẹp hoàn hảo đến vậy. Đặc biệt bốn chân càng dòng nghệ thuật nhé. Đấy, bốn chân càng họ thiết kế cái vành chân càng đây, chúng ta lắp dây vào luôn. Đấy, họ không thiết kế hai chân càng. Đấy, thiết kế luôn là một khuôn nhé các bác. Đấy, luôn cả một khuôn này. Đấy, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Chiếc này chạy bộ máy có tay 17G, size mặt là 34. Zencha Superion, độ mới hoàn hảo các bác ạ. Một chiếc đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ full sổ hộp, một sản phẩm hoài cổ thập niên năm 1996X. Đấy, chúng ta cùng lên tay chiếc đồng hồ các bác nhé. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn. Gần như là các bác kiếm được một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà mới tinh full hộp đẹp như thế này, giờ giống như chiếc đồng hồ em đang cầm trên tay. Một chiếc thứ hai rất là khó nhá. Zin hết các bác ạ, chiếc này zin toàn bộ cả dây cả khóa, tất cả vỏ hộp máy móc bên trong. Đấy, nguyên tem nguyên tác full sổ hộp. Chiếc Zencha ngày hôm nay bên em để giao lưu với các bác với giá là 3.600.000. 3.600.000 cho mẫu đồng hồ Zencha Superion. Đấy, các bác mà chốt được cái mẫu sản phẩm này về bộ sưu tập hết ý luôn. Đấy, một chiếc đồng hồ cổ rất là mới, độ đẹp zin nguyên bản quá hoàn hảo rồi, lại còn full cả bóc nữa các bác ạ. Đấy, các bác để về chơi, về sưu tầm, về trưng bày hoặc là làm những cái phần quà tặng. Đấy, những cái mã quà tặng rất là giá trị. Đấy, bên em giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Zencha ngày hôm nay với giá là 3.600.000 nhá. Đấy, full sổ hộp, tất cả mọi phụ kiện của chiếc đồng hồ này. Đấy, sẽ về tay các bác luôn, về các bác luôn bằng chơi chiếc Zencha ngày hôm nay. Đấy, bên shop để cho các bác là 3.600.000 nhá. Đấy, tạm thời đi qua chiếc đồng hồ hộp, chúng ta sẽ đến với hai sản phẩm khác các bác ạ. Hai sản phẩm rất là chất lượng, cũng rất là đẳng cấp. Đấy, em giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ Omega Devin, một phiên bản dòng Omega Devin chính hãng của Thụy Sĩ các bác nhá. Đây là những cái dòng phiên bản Omega hoài cổ, phiên bản hoài cổ. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động, dòng máy 4 số 1012. Đấy, máy búa bằng 1012 nhé các bác. Đấy,
chiếc này mặt vàng với 3 kim. 3 kim và một ô cửa lịch, các cọc số, các cọc số mạ vàng, cài sơn đen rất nổi bật, rất bắt mắt. Chiếc Omega có size mặt là 32 x 32 phong vuông. Các bác nhìn và chiêm ngưỡng cho em độ mới hoàn hảo luôn. Độ mới hoàn hảo với phần lúm zin có logo thương hiệu Omega. Phần vỏ thiết kế bọc vàng, đáy là thép inox. Chiếc Omega zin cả dây. Omega zin cả dây. Đấy, dây dây khóa, dây bọc vàng có khóa bấm các bác nhá. Đây. Sợi dây cũng rất là đẹp đi kèm chiếc đồng hồ các bác ơi. Đấy, chiếc Omega zin nguyên bản 100%. Độ mới đẹp đến 98% một sản phẩm. Đấy, không thể bỏ lỡ trong cái video clip ngày hôm nay. Đấy, bên em lên 3 mẫu sản phẩm cho các bác, toàn những sản phẩm độc, đẹp, mới và chất lượng. Chiếc Omega Devin size 32 phong vuông, một chiếc đồng hồ thể hiện phong cách cá tính, thể hiện phong cách nam tính. Chiếc Omega ngày hôm nay em đã lên và review rất kỹ cho các bác rồi. Các bác mà chơi những chiếc đồng hồ này, các bác chốt về bộ sưu tập rất xứng đáng luôn, cực kỳ xứng đáng. Zin cả dây cả khóa, zin nguyên bản 100%, đẹp đến mê mẩn, đẹp đến say đắm lòng người. Các bác đeo trên tay những sản phẩm này, các bác đi tham dự hội nghị, các bác đi làm, đi chơi, anh em bạn bè đều phải kính nể các bác ạ. Đấy, một sản phẩm chiếc Omega thể hiện đẳng cấp của đấng nam giới nhá. Bác nào chốt chiếc Omega ngày hôm nay, bác chốt chiếc Omega ngày hôm nay, bên em giao lưu với các bác với giá là 12 triệu ạ. 12 triệu đồng cho mã Omega. Đấy, mã số 2 nhá. Đấy, bên em lên giao lưu với các bác. Đấy, sợi dây này bán không có được mấy triệu rồi các bác ạ. Đấy, sợi dây zin Omega còn đẹp mới như thế, đồng hồ thì đẹp thô rồ luôn, không một vết, gần như là không một vết bong chóc xước sát nào các bạn, không có một tí màu thời gian nào luôn. Đấy, Omega Devin shop bán cho các bác mã số 2 là 12 triệu. Đấy, các bác quan tâm mẫu đồng hồ nào, các bác liên hệ với shop qua hotline trên bài viết. Đấy, tạm thời em để chiếc Omega ở đây mã số 2 và em lên tiếp một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ long zin. Các bác đã đi qua được 2 mẫu sản phẩm rồi đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là mới. Và tiếp theo đây, em sẽ lại lên một chiếc đồng hồ long zin nữa để giao lưu với toàn thể các bác. Long zin Ultra Chrome, một chiếc long zin sấm sét. Chiếc long zin sấm sét. Logo biểu tượng hình tia sét đây các bác ơi. Đấy. Đặc biệt là chiếc này size mặt rất là to. Size mặt rất là to các bác ạ. Size mặt là 36.5. Các bác kiếm được một chiếc long zin hoài cổ size 36.5 là rất là khó khăn. Đấy, chiếc này size cực kỳ to. Đấy, một phiên bản long zin dòng Ultra Chrome. Phần vỏ thiết kế bọc vàng. Vỏ bọc vàng niềng. Đáy là thép inox với logo long zin và thương hiệu Ultra Chrome hình tia sét. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động với 36.600 dao động. Đấy, chạy dòng máy 431 các bác nhá, 36.600 dao động. Đấy, một chiếc long zin cực kỳ đáng chơi và đáng sưu tầm các bác ạ. Đáng chơi và đáng sưu tầm lắm luôn. Chiếc này mặt vàng nhá, mặt vàng trục tung hoành. Đấy, chia đôi bốn góc, các cọc số mạ vàng, các cọc số mạ vàng nổi. Đấy, cài khía rất là đẹp. Đấy, 3 kim, 1 ô cửa lịch. Chiếc long zin quá xuất sắc các bác ạ. Một sản phẩm xuất sắc, đẹp không thể chối từ. Các bác nhìn kỹ, chiêm ngưỡng cho em chiếc long zin nhé. Em quay cho các bác, em review rất là kỹ rồi. Đấy, các bác mà mua được sản phẩm của bên em, đấy, các bác sẽ cảm thấy cực kỳ ưng ý và thích những cái sản phẩm tại shop với cái giá cả rất là phải chăng các bác ạ. Giá cả phải chăng và đấy, đồng hồ thì đẹp thô rồi luôn. Chiếc long zin sấm sét yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Đấy, một tiếng sét đánh qua tim các bác, làm đốn tim. Đấy, những người đam mê đồng hồ nhá,
và chiếc Lamborghini ngày hôm nay. Một cái phiên bản mã số 3 cuối cùng trong buổi video ngày hôm nay. Bên em giao lưu với các bác chiếc Lamborghini với giá 12.500.000. 12.500.000 cho chiếc Lamborghini Ultra Chrome. Các bác quan tâm mẫu sản phẩm Lamborghini mã số 3, các bác gọi điện liên hệ qua hotline. Hôm nay em chỉ lên 3 mẫu sản phẩm thôi, toàn là những cái sản phẩm chất lượng mới và đẹp để lên giao lưu với toàn thể các bác. Các bác thích mẫu nào, ưng mẫu nào thì các bác liên hệ với shop. Những cái giá mà em để cho các bác là giá quá rẻ rồi, quá hời rồi, đúng không? Chiếc này size 36.5, size rất là to, máy cơ tự động, mặt mũi đẹp, zin nguyên bản thế này. Đấy, các bác chốt cho em chiếc Lamborghini với giá 12.500.000. Và trong phiên video ngày hôm nay, bên em đã lên review cho các bác 3 mẫu đồng hồ. Đấy, rất là chất lượng tại shop rồi. Hy vọng là các bác sẽ ưng ý và các bác sẽ cảm thấy vui vẻ khi dành thời gian để xem những cái video livestream của shop. Bên em xin phép là dừng buổi video ngày hôm nay tại đây nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong phiên video clip sắp tới. Các bác nào mà mới theo dõi kênh của shop, các bác nhớ cho em một nút đăng ký kênh phía dưới và ấn vào nút quả chuông màu đỏ để nhận thông báo mỗi khi bên em phát trực tiếp buổi video. Bây giờ xin bên em xin phép là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ạ.